là như ta? Nóng rồi. Bộ nông.
danh dịch bệnh, thiệt hại kinh tế ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Cơ quan chuyên môn khuyến cáo với các hộ chăn nuôi gia cầm cần thực hiện ngay một số nội dung như: luôn cảnh giác, không được chủ quan, phải thường xuyên theo dõi sức khỏe đàn gia cầm, thực hiện tốt chăn nuôi an toàn sinh học, mua bán gia cầm có nguồn gốc rõ ràng, tăng cường vệ sinh tiêu độc khử trùng, phát quang cây cỏ bộ rạp xung quanh trường trại và khu vực chăn nuôi, dọn dẹp vệ sinh cống rãnh chất thải, đảm bảo trường trại khô ráo, thoáng mát tăng lên và ấm cực lên. Nấu cơm đó phải mở nó canh lên phải từ phải vấn hành chỉ công của chi đi xã hoặc trường cấp khu phố hoặc báo cáo cho cơ quan quản lý chi nhánh thú y, đồng thời thực hiện nghiêm chỉnh 5 câu là không nuôi thả lòng gia cầm, không mua bán gia cầm bị bệnh, không ăn thịt gia cầm bị bệnh hoặc không rõ nguồn gốc, không giết mổ, không vứt xác gia cầm bừa bãi và hạn chế tối đa người dùng phố đâu á, cần chủ động tiêm phòng vaccine cúm H5N1 cho gia cầm của mình. Được biết theo thông tin từ Tổ chức Thú y Thế giới và của các nước, từ đầu tháng 1 năm 2020 đến nay, thế giới